Bà Nhân Vlog chi 3 triệu mua một quả dưa hấu về review, dân mạng liền mỉa mai, lại khoe mẽ xa hoa. Kênh YouTube vợ chồng nhà Nhân mới đây đã đăng tải video review quả dưa vuông trứ danh đắt chóng mặt của xứ sở mặt trời mọc. Chi ra 3 triệu đồng, nhưng bà Nhân Vlog lại nhận về cái kết không như mong đợi. Cụ thể trong video mới nhất, bà Nhân cho biết vì thấy quả dưa có hình dáng lạ nên cô đã quyết định mua về ăn thử. Nhìn trong video, quả dưa vuông được đóng kỹ trong thùng giấy kỹ lưỡng. Đúng như tên gọi, hình dáng của quả dưa này là hình hộp với 6 mặt đều là hình vuông. Đây được xem là đặc điểm độc quyền để nhận diện thương hiệu của giống dưa này. Bà Nhân cho biết muốn mua được quả này rất khó vì người Nhật không bán dưa này để ăn mà chỉ bán để trưng bày. Đồng thời vì giá thành cao nên hiếm có ai mua về chỉ để ăn thử. Được biết quả dưa hấu vuông này có giá 1,2 man, tương đương gần 3 triệu đồng, tức gấp hơn 10 lần quả dưa hấu thông thường tại Nhật. Thế nhưng so với giá tiền thì hương vị của quả dưa này lại khiến vợ chồng nhà Nhân được phen hú hồn. Khi bổ ra, ruột dưa có màu vàng lẫn đỏ lạ mắt, dưa không hạt nên nếu chỉ nhìn sơ qua, khó nhận ra đây là quả dưa hấu. Đến khi nếm thử thì bà Nhân và chồng Teru liền ngẩn ngơ nhìn nhau vì quả dưa gần như không có gì. Bà Nhân chia sẻ trong video, cả nhà tưởng tượng như mình ăn củ sắn có vị nhạt nhạt thì mình ăn quả dưa này cũng có vị nhạt nhẽo giống vậy, rất uổng tiền khi mua trái này. Sau đó hai vợ chồng đã cố cứu vãn bằng cách đem dưa chấm với muối nhưng vẫn đành từ bỏ, không thể ăn tiếp được. Cùng trải nghiệm như bà Nhân Vlog thì trước đó vào năm 2021, YouTuber Quỳnh Trần JB từng ăn quả dưa này với giá 3,8 man, tương đương gần 7,6 triệu đồng. Bỏ số tiền khủng để ăn thử quả dưa vuông độc lạ, Quỳnh Trần JB cũng đành ngậm ngùi khi nhận về kết quả xót túi tiền. Miêu tả cảm nhận về quả dưa, cô cho biết hình dáng bên ngoài thì đẹp nhưng gần như không thể ăn được vì dưa có vị rất nhạt, có hậu chua như dưa non. Trong video, nữ YouTuber Bùi Ngùi chia sẻ, từ xưa giờ trong tất cả video review trái cây mà Quỳnh làm thì đây là quả đắt nhất mà cũng là quả gây thất vọng nhiều nhất. Được biết, giống dưa hấu vuông này được trồng rất kỳ công, mỗi năm cho ra sản lượng thấp, chỉ tầm 500 quả và chỉ dùng để trưng bày. Muốn mua, khách hàng phải đặt trước vào mùa xuân khoảng tháng 3-4 đến tháng 6-7 thì dưa sẽ được giao tận nhà. Trở lại với trải nghiệm ăn quả dưa đắt nhất thế giới của vợ chồng nhà Nhân, mặc dù nữ YouTuber cảm thấy xót tiền, nhưng cô cũng nói rằng vì mục đích trồng dưa chỉ để trưng bày nên không thể trách nhà vườn được. Ngoài ra, bà Nhân còn nhắn đến những ai đang ở Nhật nên mua dưa hấu ăn vì đang vào mùa. Tham gia YouTuber từ tháng 10 năm 2020, bà Nhân Vlog được nhiều người yêu thích vì các clip hài hước đáng yêu và lối nói chuyện dí dỏm. Đến nay, kênh vợ chồng nhà Nhân JB & Family Cuộc Sống Ở Nhật đã sở hữu 632.000 người đăng ký, là con số khủng đối với nhiều content creator. Ngay từ khi bắt đầu lập kênh, Đức Nhân và chồng đã xác định content chính là các clip mukbang cùng đời sống hàng ngày ở Nhật. Tuy nhiên, những clip gần đây của YouTuber và chồng hạn chế đăng theo định hướng này. Nhiều người nhận xét bà Nhân và chồng dạo này thay đổi quá nhiều, không còn giữ được chất riêng như những ngày đầu xây dựng kênh. Đối với những khán giả này, họ thích hình ảnh bà Nhân mộc mạc, giản dị cùng tính tình dễ thương bên ông xã. Nữ YouTuber và chồng bị nhận xét là ngày càng khoe mẽ phô trương. Kể từ thời điểm Đức Nhân đi phẫu thuật thẩm mỹ, cô đã bắt đầu ăn diện theo style sexy bốc lửa hơn. Những khán giả theo dõi vợ chồng bà Nhân từ những ngày đầu tỏ ra khó chịu, không chấp nhận sự thay đổi của cô. Khoảnh khắc bà Nhân tổ chức sinh nhật linh đình được chồng tặng nhẫn kim cương có giá trị bằng chiếc xe hơi bị nhiều netizen chỉ trích. Họ cho rằng bà Nhân đang bị sa đà vào việc phô diễn hạnh phúc gia đình và sự sung túc về vật chất. Ngoài ra, những clip có chứa quảng cáo tính thương mại của vợ chồng bà Nhân cũng bị phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, bên cạnh việc bị chỉ trích, nhiều người cho rằng bà Nhân đã vất vả lao động và đó là những thành quả cô xứng đáng nhận được. Ngoài ra, việc thay đổi content ngoại hình của cô cũng là điều dễ hiểu, bởi ai cũng muốn mình hoàn thiện tốt hơn mỗi ngày. Dù nhận phải nhiều ý kiến trái chiều, những clip bài đăng của bà Nhân vẫn nhận về lượng tương tác và sự quan tâm lớn. Nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự ủng hộ đối với Đức Nhân và chồng.